Anh làm nghề này bao lâu ạ? Thật sự là đây là lần đầu tiên mình mở nhà hàng á. Dạ. Chứ mình từ nail chuyển sang. Anh làm nail. Dạ, chuyển mấy tiệm nail rồi. Bây giờ mới bắt đầu qua nhà hàng. Mà nghe nói là chủ tiệm nail đúng không? Dạ, tiệm nail kế bên luôn. Là của anh đó hả? Tiệm nail kế bên là của anh đó hả? Dạ. Tới xịt nail bo vậy phải không anh? Đúng rồi. Là của anh đó hả? Ban ngày thì anh coi bên đó. Đúng rồi, ban đêm thì qua đây nấu đồ ăn. Cơm chiên cơm đây. Món này là best seller. Best seller ở đây đúng không ạ? Rất là nhiều người thích món này. Rồi, xin chào các cô chú anh chị nha. Hôm nay gia đình em đi review nhà hàng đồ biển nha, của người Việt mình ở thành phố Dallas nha, tiểu bang Texas nha. Tiệm đồ biển nó tên là Killer Crab nha. Đây. Mở cửa từ thứ hai cho đến thứ sáu, 12 giờ trưa đến 10 giờ tối nha. Thứ bảy là 11 giờ sáng đến 10 giờ tối nha. Chủ nhật là 11 giờ sáng đến 9 giờ tối nha. Số phone là 214-468-4995. Bây giờ mình vô bên trong nha. Ok. Đây. Đây, không gian quán bên trong nha. Đây là mình vô, mình ngồi mình đợi, mình chờ ở đây nè. Đó, rồi người ta xếp bàn đi vô bên trong này nha. Đây, tiệm này là của người Việt nha. Đây. Đây. Nhưng mà tiệm này đồ ăn rất ngon nha. Đây là cái menu của quán nha. Đây. Đó. Hầu hết là tiếng Anh nhiều, nhưng mà các cô chú anh chị tới đây ăn á, thì có thể là có người Việt ở đây nha. Đây. Bây giờ mình tới mình quay ngay chỗ cái quầy order đồ ăn nha. Chào anh. Dạ, chào anh. Xin lỗi, tên gì anh? Dạ, em tên Nick ạ. Anh Nick. Dạ. Ok, dạ. Em ơi, tới order đồ ăn đi. Ủa Nick, nhà mình mở bao lâu rồi? Mới 5 ngày. Thiệt hả? Dạ, mới 5 ngày thôi. Em kêu 1 tháng. Đâu sao? Dạ, miễn là mới có 5 tại ngày. Tại vì em tưởng nhà anh mở 1 tháng rồi chứ. Dạ, chưa, mới mới 5 ngày. Mới 5 ngày luôn. Mới, vậy là mới khai trương được 5 ngày. Dạ. Chúc mừng anh, chúc mừng anh. Dạ. Rồi, cho em order nha. Ủa, cái ở đây mình cái gì, món gì là... Ok, mình có seafood thì mùa này kho fish thì còn đông lạnh nha. Nhưng mà signature thì seafood. Shrimp cũng tươi lắm. Rồi. Lua crab thì nhảy đành đạch luôn nha. Lua crab thì nhảy đành đạch. Mình ở đây mình có Cajun lua crab. Hoặc là mình thích thì mình có thể ăn cua rang me. Đúng rồi. Cua rang me thì nó không có trong menu. Là ghẹ rang me đó. Ghẹ rang me, đúng rồi, ghẹ rang me. Nó việc bên đây nhiều người hay gọi cua nhưng mà này là ghẹ. Ghẹ xong mình có không combo. Mình có file đồ ăn chiên ở đây. Catfish, shrimp cũng signature. Nhưng mà mấy bữa nay bán thì khách rất là thích fried rice. Fried rice. Là cơm chiên đúng không anh? Rồi vậy cho em core fish, cho em core fish. Mình ăn ở đây luôn ha. Dạ, cho em ở đây luôn nè. Cho em một bao core fish nè. Ghẹ rang me nè. Một bao core fish mình muốn không gian quán bên trong nè. Medium. Đó, đây. Mình có cho em Lâu anh. Anh tên gì? Kyle. Dạ. Đây. Đây, quán này là của người Việt mình nha. Các cô chú anh chị mà có ở thành phố Dallas tới ủng hộ nha. Đây. Bên này là toilet bên này phải không anh? Toilet bên này. Tiệm này mới khai trương cỡ 5 ngày à. Hồi bữa giờ em tưởng 1 tháng rồi chứ. Đây. Nước này là mình uống thoải mái không anh? Dạ, dạ. Tụi em có customize lại. Thay vì Coca-Cola thì tụi em là có thương hiệu riêng luôn. Dạ. Killer Coca, Killer Lemon Lime nè. Dùng những cái tên mà của mấy loại cua này nọ. Dạ. Genius Diet. Dạ. Killer Lemonade. Mình đặt ra cho nó những cái tên nó thú vị. Cái tên khác nhưng mà nước vẫn vậy đúng không? Cái đặc biệt là cái tên. Rồi, rồi. Dạ. Tên thương hiệu. Tiệm thì rộng nha. Tiệm này là mình có bao nhiêu chỗ ngồi anh? Maximum capacity là 80. 80 người. Cho em cái quên nữa đi. Cái quên ha. Cánh gà em thấy người ta cũng order nhiều. Dạ đúng rồi, cánh gà ở đây người ta cũng order nhiều. Cánh gà về mình làm garlic butter hả anh? Không, cánh gà có nhiều sauce ở đây. Cajun cheese. Có Cajun cheese hơi lạ một tí nha, nhưng mà nó ngon lắm. Cho em thử đi. Dạ đúng rồi, nó giống như là sốt phô mai ở Việt Nam vậy. Mà các cô chú anh chị người Việt tới đây thường thường là người ta kêu gì nhiều nhất? Đó.
Cua rang me đúng không? Nghe mà. Vậy hả? Vậy hả? Vậy hả? Trong vòng 3 ngày. Vậy hả? Dạ. Là ghẹ rang me đó. Ghẹ rang me để review luôn. Dạ. Rồi. Mình có cần order nước luôn. Có mình có bia nha. Soft drink margarita hiện tại mình không có. Mình có soft drink ở đây thì free refill. Với lại mình có boba tea nữa. Có boba tea. Dạ, boba tea. Trà sữa phải không? Nước ngọt kìa, có nước ngọt. Lấy soft drink đi, hai cái soft drink đi. Rồi. Anh cứ tính tiền thẳng cho em nha, đâu nha. Không bớt gì hết đó. Dạ nha, tính tiền thẳng cho em rồi. Chị tên gì? Dạ em tên Trâm. Chị Trâm hả? Dạ. Em xin phép xuống quay dưới bếp nha. Dạ dạ. Rồi đây. Đi cẩn thận nha. Rồi. Tiệm này mới khai trương cỡ 5 ngày nha. Đây là cái gì ta? Ồ, đây là mấy cái nước chấm nha. Em thường thường đi quay nhà hàng là em hay review các chi tiết nha, rồi sẵn review khâu chế biến luôn nha. Rồi coi ảnh làm nấu crawfish nha. Đây rồi. Hôm nay các cô chú anh chị sẽ coi chi tiết về cách nấu crawfish nha. Đây crawfish đây. Mùa này thì crawfish tươi thì không có nha, đúng không anh? Dạ đúng rồi. Chỉ có frozen thôi, nhưng mà frozen thì cũng vẫn ngon đúng không? Con này rất là bự, mình chọn cho một size cho khách. Dạ dạ dạ. Có làm bảy được. Dạ dạ. Rồi, đây. Order của mình có một cow shrimp và cow crawfish đúng không? Dạ dạ. Thường thường thì mình có timer ở đây cho nên là crawfish và tôm. Ồ, mình có cái thời gian mình bấm đây không anh? Dạ. Cho nó chuẩn lắm. Dạ dạ. Ồ, là anh bỏ vô cái nồi này anh nấu đúng không? Ồ, cái nồi bự dữ ta. Wow. Anh có giờ đó là mỗi ngày mình thay nước một lần. Cái nồi này hả? Dạ đúng rồi, tại vì nếu mà tùy theo cái độ luộc khô của mình. Ồ dạ dạ. Là hai nồi đi chung nhau phải không anh? Dạ, cái nồi đó là mình có nước sôi riêng để mà bên đây mà nó hết á, cái dạ. Mình bỏ nước sôi vô thêm để dạ. Mình luộc. Còn cái kia là bếp với bếp với cái nồi chiên phải không? Nồi chiên cái này. Dạ. Cho em quay xíu nha. Rồi bếp, nồi chiên cái này nha. Đó, em quay sơ cho các chú chị coi nha. Đây là bột nè. Bột nó giống nè. Giờ mình coi cách chế biến của ảnh nha. Raw fish nha. Raw fish Việt Nam mình gọi là tôm đất. Cái dấu bí quyết gì không? Không à. Gia vị spicy. Dạ. Cái này tụi em làm hết mấy cái gia vị đó rồi. Vậy hả? Làm hết rồi cho nên là giờ chỉ có theo công thức mà trộn thôi. Dạ. Medium đúng không? Dạ. Dạ medium. Ok. Rồi. Vậy là ảnh không giấu bí quyết nha, em quay được nha. Rồi. Thôi giấu cũng có cho coi cũng không học được. Không học được đúng không anh? Đúng không? Đâu phải không? Có liều lượng đàng hoàng đúng không? Đó. Dạ. Nước này nữa. Cái nước sauce nó đúng không? Dạ dạ. Ồ mình có time đúng không? Ồ là nó báo cho anh biết là nấu bao nhiêu phút là đúng nha. Đúng rồi, để cho crawfish của mình không bị bở. Không bị bở là phải đúng giờ giấc đàng hoàng phải không anh? Cái này mà không đúng giờ là sẽ bị ấy liền. Dạ. Bữa giờ các cô chú anh chị đã coi chế biến đồ ăn nhiều rồi, hôm nay chế biến đồ biển nha. Rồi, sauce đây. Mix cho sauce nha. Phan ra hết. Anh làm nghề này bao lâu ạ? Thật sự là đây là lần đầu tiên mình mở nhà hàng á. Dạ. Chứ mình từ nail chuyển sang. Anh làm nail. Dạ, dạ. Chuyển mấy tiệm nail rồi. Dạ. Giờ mới bắt đầu qua nhà hàng. Mà nghe nói là chủ tiệm nail đúng không? Dạ. Tiệm nail kế bên luôn. Là của anh đó hả? Tiệm nail kế bên là của anh đó hả? Dạ. Tới xịt nail boy vậy phải không anh? Đúng rồi. Là của anh đó hả? Dạ. Ban ngày thì anh coi bên đó. Đúng rồi, ban đêm thì qua đây nấu đồ ăn. Wow. Rồi. Cơm chiên tôm cô. Chút nữa anh ra ngồi ăn chung với tụi em nha. Hôm nay mình ăn chay. Ăn chay à? Dạ, yeah. Ăn chay cho nên là sorry nha, có thể nick mọi cùng. Dạ, dạ, dạ được, dạ được. Hôm nay tại vì biết tao kêu này chắc ăn không hết. Đúng không? Trời
yên tâm bảo đảm ăn lát hồi là liền là dạ dạ từ dạ đó. Hồi nãy em tới hơi trễ nha, tại em cũng vừa mới làm nail ra. Không sao, không sao. Dạ, không dạ. Thật sự thì nhà hàng thường thường là đóng cửa 9 giờ. Dạ. Và cũng ở lại thêm 1 tiếng để dọn dẹp á. Dọn nhà dẹp. Nhà nào cũng phải dạ. Dọn chứ không thôi nó sẽ dơ lắm. Dạ. Nó mà không có rửa mỗi ngày là nó đóng lại dạ. Cái dầu á. Dạ, cái này là xong phải không anh? Rồi, một phần rồi. Giờ hôm qua quay cô chế biến. Chào cô. Okay. Cô Liên là cũng đầu bếp chính đây luôn không anh? Dạ đúng rồi. Wow. Là mấy món cực chiên, xào này nọ là cô Liên làm. Ồ. Oh. Dạ, cô Liên làm. Cô cho ông quay cách chế biến của cô nha. Đây. Em làm cơm chiên gì con? Đây là làm cơm chiên tôm. Cơm chiên tôm hả con? Món nghe nói là đắt khách thôi phải không con? Dạ. Con? Được, nói chung là khách hàng thì ok. Dạ, dạ. Cô Liên nấu đồ ăn lâu chưa cô Liên? Nấu cho gia đình. Gia đình hả? Nhưng mà rồi. Dạ, nhưng mà cô nấu ngon hả? Nó ngon. Không ăn chết thì dạ. Cái này mình làm cái gì vậy? Gà. Gà hả anh? Ừ. Gà chiên, gà chiên. Dạ. Đây, đồ nước sôi nè. Đồ này là chủng crawfish nè. Phải có giờ giấc đàng hoàng nha các cô chú anh chị. Chứ phải như mình ở nhà mình nấu là mình nấu đại, mà ở nhà hàng người ta phải có cái giờ giấc đàng hoàng. Dạ. Có gia vị trong đó sẵn đó cô. Dạ. Rồi, để cô Liên làm xong món này mình làm chè cho dạ. Răng me. Dạ. Ghẹ răng me là món đó là cũng đắt khách không ạ? Dạ. Ồ, là anh có hai cái tủ lạnh là giữ nhiệt độ đúng không? Ừ. Để cho rồi. Tươi không? Một bên là đồ ăn tươi và một bên là đồ ăn nóng chín rồi. Ồ. Không có để chung được. Bên này là tươi không anh? À hả? Bên đó là tươi. Em mở ra được không? Dạ, dạ. Ờ, bên này là tươi hả? Ồ. Là để rau thì nó để rau rau không anh? Đúng rồi. Dạ, dạ. Ồ. Dạ. Tủ này chắc mắc dữ. Yeah. Tụi em thì nói chung là mình order đồ khoảng xài trong vòng 1 đến 2 ngày thôi. Dạ. Thì nó không order nhiều. Dạ, dạ. Quan trọng là mình bán hết xong mình order tiếp. Dạ. Nó tươi á. Dạ, nó dạ. Tươi. Dạ. Dạ. Nếu có khô phết xong mùa này là chưa có mùa thôi. Chưa có mùa thôi. Dạ, dạ. Đúng rồi. Đó. Đây. Chè là gạch thông luôn á. Gạch thông hả? Yeah. Dạ. Ghẹ này mình lấy ở đâu vậy heo? Ờ, có cái nguồn hàng mà thường thường mỗi thứ năm là họ delivery cho mình straight từ mấy công ty mà vendor luôn. Dạ. Cho nên là bạn cảm bảo ghẹ luôn luôn ghẹ thương. Dạ. Dạ. Lấy chiên dầu bự quá. Đây bên này cô đang làm cơm chiên này. Ở đây tiền thuê của mình bao nhiêu tháng vậy anh? Anh thuê rồi. Rem của mình hiện tại là 7.200 một tháng. 7.200 một tháng à? Ồ. Mà mình bill cái này bao nhiêu? Cái này là thật sự là máy với lại thượng tầng một tỏi luôn á, tầm 300. Bác chấm ngang. Là cái tiệm này ngày xưa là của... Mỗi là cũng là chủ cũ là Crawfish luôn. Crawfish luôn. Và họ có một tiệm trên Resort đồ, nhưng mà họ ở đây không biết làm sao, buôn bán không được hay sao. Dạ. Cái tàu họ mới bán lại. Dạ. Mà chủ người Việt luôn anh? Chủ người Tàu. Ồ, chủ người Tàu. Chủ người Tàu. Dạ. Là anh sang lại là 300 ngàn. Dạ, 300 ngàn. Dạ. Dạ, dạ, không sao. Đó, đây. Đây. Cơm chiên tôm đây. Cô Liên qua Mỹ lâu chưa? Dạ, hồi cũng lâu rồi cô ơi. Nhà hàng bên Mỹ hầu hết đều có máy hút ra ngoài nha.
bắt buộc phải có anh ơi, chúng tôi là phạt á. À, bắt buộc phải có. Bao nhiêu anh? Cỡ mười mấy ngàn. Cái vàng này không mười mấy ngàn hả? Là chưa tính cái vàng bếp không? Wow, cái vàng hút này không nè, mười mấy 20 ngàn rồi. Wow, điều nguyên cái vàng bếp này chắc cũng cây cỡ 50 ngàn nữa không? Wow, vì mở nhà hàng tốn ghê anh à. Lúc mà anh sang là nó có sẵn này không? À, mình add thêm cái stick burner. Dạ. Và cái wok. Dạ. Và cái này. Dạ. Cô bỏ gia vị em không quay nha. Bí quyết của cô. Chính à? Cái phô mai này. Phô mai không ạ? À? Nhìn giòn quá. Yeah. Đó. Đây, két vào bột đây nha. Đó. Đây, liền nấu sắp xong rồi nè. Giờ dắt đàng hoàng nè. Lấy giùm em cái xay bự, cái xay mà để chỗ. Cái đó nó nóng cái nào á. Rồi, đàng hoàng cả nha. Đây, cô nấu xong nhanh rồi cô. Rồi. Có cái này cơm không? Các cô chú anh chị người Việt tới là tới đây kêu nhiều nhất đúng không ạ? Đúng rồi. Ở đây món này là best seller. Best seller ở đây đúng không ạ? Yeah. Rất là nhiều người thích món này. Mình ở thành phố này như người Việt ở nhiều không anh ạ? Mình skip Giáp với lại Garland thì họ chạy xuống, người Việt mình ở Garland nhiều khoảng 15 phút. Dạ. Yeah. Ở đây cũng cách Sunny Vale khoảng chừng có 7 phút mà người Việt ở đó thì rất là nhiều. Nhiều hả? Yeah. Cái này là phải gọi là ghẹ rang me mới đúng. Ghẹ rang me. Yeah, tiếng Anh của nó là blue crab. Blue crab đúng rồi. Yeah. Blue crab. Đây. Nhà hàng đồ biển là khác tiệm phở à? Tiệm phở nó nhiều khâu quá phải không? Yeah, đó, rồi. Rồi. Xong rồi nha. Bây giờ xong xuôi phóng anh. Xong xuôi. Rồi, bây giờ đi ra ăn nha. Mời anh đi ăn chung nha. Dạ, rồi. Rồi, đây đồ ăn hôm nay tụi mình kêu nha. Anh Nick giới thiệu cho em những đồ ăn này đi. Ok, cái này là cod fish nha. Cod fish là tôm. Dạ. Dạ. Còn cái món này là món cánh gà chiên. Cái này giống như là sốt phô mai ở Việt Nam mình hay gọi đó. Dạ. Dạ. Còn cái này là cơm chiên tôm. Cơm chiên tôm. À. Còn cái này là cua rang me. Là cái món này không, là ghẹ rang me mới đúng. Ghẹ rang me. Đúng rồi, đúng rồi. Ghẹ rang me là bán chạy nhất ở đây đúng không? Đúng rồi, bán chạy nhất. Rồi. Dạ. 3 ngày 60 pound. 3 ngày. Wow. Dễ hả? Wow.
Rồi. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình có dịp đến quán Anh Nít để thưởng thức những món ngon của anh nha. Rồi bây giờ xin mời mọi người nha. Rồi cái này là codfish hả anh Nít? Đúng rồi, codfish. À, này anh chủ đây, anh chủ đây nha, anh chủ đây, anh Nít nha, yeah, anh chủ yeah. nha. Dạ yeah, chào mọi người. Chị JC chị làm ở đây luôn. Yeah. Rồi. Xin mời anh Nít, xin mời chị JC. Dùng thoải mái chị. Dạ được rồi, dạ mời. Rồi, dùng nha. Thử nha. Chắc lấy muỗng lột luôn đi. Để mình lấy thêm mấy cái silver ware cho mình. Dạ. Ăn cái chị, dùng cái chị. Ngon. Được ha. Dạ, ăn. Ngon lắm luôn ngon anh Nít ơi. Dạ. Ai mà tín đồ chị. Của codfish là dạ, không, dạ. không dùng không tự nhiên chị ơi. Ăn thử tôm coi. Không phải tại vì lúc nào cũng vậy, mình làm đồ ăn là mình phải là người ăn đầu tiên. Mình phải thử. Mình ăn đầu tiên xong mình mới biết là cái taste nó như thế nào. Dạ. Để mà khách hàng họ hỏi tới cái mình cũng biết là cái đó là như thế nào. Dạ. Dạ giống như codfish hiện tại bây giờ á là mình cũng chưa có gọi là vô mùa lắm ha. Dạ. Nhưng mà ok. Dạ. Đúng rồi, cái mùa này thì không có tươi nha. Dạ đúng mùa rồi. Này thật sự là thì ảnh cũng nói thiệt tình luôn. Tươi. Dạ. Cái gia vị của ảnh là ngon lắm. Ngon lắm mọi người ơi. Ai mà tín đồ của codfish là đừng bỏ qua anh Nít nha. Mọi người hãy đừng bỏ qua anh Nít. Quán cơ là kêu rồi khá. Nó đậm đà lắm. Nó đậm đà vô con codfish luôn á. Đậm đà lắm. Ngon quá. Em là một tín đồ của codfish cho chị tờ giấy. Con nó bự, mặc dù không có đúng mùa nha mọi người, mà con nó bự dễ sợ luôn á. Đúng rồi, mình cũng lúc nào mình lấy đồ mình cũng chọn trước hết trơn. Xong mình mới nhập không à. Mà không đúng mùa nhưng mà anh nó không có bị kiểu đông lạnh nha. Nó bở đúng không? Không, nó bở, không bở. Đúng rồi, đúng không? Không, nó rất là fresh, rất là tươi. Ngon không? Nghe đang mê nha. Nhưng mà rất Việt Nam. Rất Việt Nam, chính xác, rất Việt Nam. Dạ đúng rồi. Càng gà rang me nhưng mà nước thấm gia vị mà cái kiểu gia vị Việt Nam á. Ai mà ăn ốc ở Việt Nam Sài Gòn á là tới với ảnh. Đúng rồi, nó giòn nữa mà bên trong nó rất là tươi tại vì lúc nào gà. Fresh nha. Raw fresh nha. Ồ, nước sốt của anh làm mắm nghe ngon quá. Vì bởi vì 60 thấm. Thao gì người Việt mua không đó. Đúng rồi, người Việt không. Thấm. Nó ngon nha. Tao thích ngon nha. Không à. Người Việt ăn nó nhiều quá. Dạ, đúng rồi. Trời ơi, cái càng ghẻ này ngon quá Nít ơi. That's why sao mà lý do tại sao mà này là best seller là thì như rồi. Em thấy hai anh chị ngồi chứng kiến vợ em ăn sao á. Mình ngồi hả chị dùng đi cái này mình rồi. Try hết rồi. Dạ. Mà cái thịt nó chắc đúng rồi ủa mà nhưng mà mình lựa ở đâu ta giờ mình xuống đó mình lựa hả không đa số là mình order là mình sẽ nói nó là mình lấy toàn con cái trứng thôi con cái trứng thôi đúng rồi con cái trứng thôi tại có nhiều lúc mà nó đưa con đực cái nó ốm nhơ mình nó lại không tôm được. Chị thấy tôm bự mà cái này là rất là ngon luôn. Nó thấm gia vị em làm nó thấm gia vị mà nó kiểu còn Việt Nam. Cái này là Kyle làm nha, chủ tiệm nail á. Ủa vậy hả? Ừ, tiệm nail kế bên là của anh. Của Hà anh đúng không? Dạ đúng rồi. Của Hà anh đó, là chủ tiệm nail bên đó đó. Nói chung là cũng được, cũng may mắn mở ra thì Việt Nam cũng thích mà mọi người đều tới ủng hộ. Cũng may mắn mới mở có 5 ngày rồi. Mới 5 ngày à? Dạ đúng rồi. Mới 5 ngày giỏi, Kyle. Kyle giỏi hả? Mà ở Việt Nam em có làm đầu bếp hay gì không mà sao? Không. Nấu ăn giỏi vậy? Dạ, ăn riết là... mà giỏi. ăn riết mà cái mình biết là người ta sẽ thích cái gì. Ồ vậy hả? Dạ. Tại vì em làm á đúng kiểu Việt Nam luôn. Cái gia vị đồ nêm nếm đồ. Không, cái gì mà ăn gì riết đi ăn mình YouTube mình đi vậy cái mình ăn được cái feel là ngon là mình. Dạ. Dở là người ta biết liền mình feel được biết liền. Dạ. Mà thịt nó tươi, rất tươi đúng nó rồi. Không có bị bở thịt nó rất tươi với lại hành bây giờ nãy đeo vào tay vô có quay, quá có là cởi qua tay rồi đúng rồi nó sẽ giòn bên ngoài luôn mà tươi bên trong cái này là món best seller của anh Liên làm nè cái này là món mọi người order rất là nhiều luôn nè cơm chiên tôm cũng nhiều lắm á cũng nhiều order dạ nói chung là cái cơm chiên tôm này được
nói chung là được rất là nhiều người ưa thích. Nói chung là họ khớp mình rất là nhiều. Mà người Mỹ cũng ăn và họ thích người luôn Mỹ cũng ăn, người Mỹ cũng ăn và họ cũng thích Việt Nam cũng vậy. Tại vì nó không có bị bở á. Với là hạt cơm bị rời mà không có bị khô. Đúng, chính xác. Dạ, hạt cơm rời mà không bị khô. Tại vì có nhiều lúc hạt cơm rời mà hộp cơm bị khô á thì nó lại không ngon. Đúng rồi. Cơm chiên mà đừng có để bị khô là thôi. Đúng rồi. Ăn thử chứ đi được không? Dạ, ăn thử. Rồi, xin mời mọi người nghe. Có cần xì dầu không? Là vừa ăn hát vừa với miệng. Khẩu vị của em vậy là vừa. Có chưng rúng chứ khác không? Cơm chiên không có bị khô nha. Mọi chỗ nó rất là khô mà còn cái này ăn á nó không có bị khô mà nó rời ra. Dạ, nó rời ra. Như vậy là mới ngon nè. Còn mà ngon thiệt hết chứ. Em ăn tưởng tượng 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 tưởng tượng. Một tray thì nó tùy, nếu như mà ví dụ là cơm chiên đi ha, thì một tray bự á là khoảng từng 9 đến 10 phần. Dạ. 9 đến 10 phần thì khoảng là 120. 120 anh. Dạ đúng rồi. Là từ 9 đến 10 người ăn đúng không ạ? Không, 9 đến 10 phần luôn á, một phần như vậy là một phần. Ồ, cái này là một phần cái đúng không ạ? Cái này là một phần đúng rồi, 9 đến 10 phần là một tray bự luôn. Tray bự luôn á. Dạ đúng rồi. Cỡ 20 người. Đúng rồi. Dạ. Với lại hôm qua tụi em cũng có nhiều người order một cái tray ghẹ gan me luôn cho tiệm nail. Là các cô chú tiệm nail order tiệm anh nhiều ha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi anh Nick cho em xin số điện thoại với tên quán mình đi. À, tên quán của mình là Killer Crab nha mọi người. Killer Crab Express ở Mesquite. Số điện thoại là 214-468-4995. 214-468-4995 nha. Hiện tại là quán đang có 20% off hết tất cả mọi thứ luôn. Có nghĩa là mình order từ nước cho đến đồ ăn là đều được 20% off. Tổng số bill. Và khi mà mình không còn 20% off nữa thì tụi em có cái thẻ thành viên VIP á. Là tới tháng 1/2024 luôn, mọi lần mình ăn là mình sẽ được 10 đồng off. 10 đồng off. Đúng rồi. Là bất cứ giá nào cũng như vậy, nhưng mà trên 100 không, chỉ cần 55 đồng là được rồi. Là được á. Minimum là 55 đồng. Tại thực sự mình order đồ ăn thì khoảng 2-3 món đã được 55 đồng. Ok, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mọi người hãy tới ủng hộ anh Nick và gặp chị Tracy nha. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Bye. Ok, xin chào các cô chú anh chị nha. Bye bye. Bye bye.